trời ơi đừng có dí nữa, mệt quá, đừng có dí nữa, trời ơi chạy muốn chết luôn à, đừng có dí nữa, chắc lũi vô chùa luôn quá, đừng có dí. Nín. Giả ở trong mỏ bây giờ. Mô Phật. Mới gặp người ta lần đầu tiên định chửi ta mặc như con đót đúng không? Dạ. Dạ đâu có ai nói vậy đâu. Định hát người đó mặc y như con. Dạ giả liền luôn. Dạ không có. Chắc không? Đứng trước chánh điện đâu có dám ca tầm bậy tầm bạ. Không có nói con đó nghe. Dạ. Hát lại tôi nghe. Người đó. Sao? Mặc y như con o. À, con ngó được tưởng con kia. Dạ. Dạ chào Nam. Trời ơi, người ta vậy mà kêu người ta Nam được à? Ta... vậy chứ kêu bằng gì? Dễ sợ luôn á. Ủa không Nam vậy kêu bằng gì bà con Phật tử? Kêu bằng gì bà con? Ta vậy kêu ta Nam. Thì Nam kêu Nam chứ không lẽ kêu A Mô Phật. Kêu nữ đi. Dạ được không? Ở đây bà con Phật tử ai cũng kêu vậy á, đúng không bà con? Dạ. Đúng dạ đó, bà con vỗ tay là bà con chịu. Nếu bà con Phật tử kính yêu cho phép thì tiểu kêu nha. Kêu đi. Dạ chào nữ. Em chào tiểu. Gì vậy? Dạ nghe em chào tiểu tự nhiên rùng mình hết trơn hết. Dễ thương quá à. Mô Phật. Dạ nữ đừng vuốt nữ. Mô Phật. Sao đừng có đứng gần, đừng có đứng gần, không nên. Sao vậy? Sao không nên? Dạ sư phụ có dặn. Dặn gì? Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Rồi sao? Trai gái đứng gần nó giật gân á. Trời ơi cái con gái vuốt giật đúng rồi, cái này vuốt cũng giật nữa hả? Dạ giật hết đó. Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Dạ. Cho hỏi thăm được không? Dạ hỏi thăm gì? Tiểu ơi. Dạ. Nữ có thể xin phép sư phụ vô đây được tá túc nhà chùa không? Ủa? Muốn xin vô tỉnh thất Thanh Nguyên tá túc hả? Dạ. Lý do gì vậy? Vì nữ lỡ bay. Nữ bay đi đâu tự nhiên bay vô tỉnh thất Thanh Nguyên làm chi? Bay có nghĩa là bay cái khác chứ không phải là mua vé máy bay bay từ nước này qua nước nọ hiểu không? Bay là bay làm sao? Bay như thế này nè. Dạ làm sao? Nhìn cho kỹ nha. Dạ. Đây viên kẹo. Dạ. Hạ họng ra, bỏ vô, nuốt. Bay là uống thuốc lắc đó. Vậy là định bữa nay lên chùa rủ thầy tôi lắc luôn phải không? Trời ơi, người xuất gia mới nói tầm bậy tầm bạ. Tại nữ nói vậy đó. Nghĩ sao tôi vậy mà lên rủ mấy sư thầy chơi vậy? À vậy à. Lỡ rủ mấy ông chơi thiệt sao? Trời, lộn. Tại thiên. Là gì? Thiện tai. Hết hồn à. Tôi mới hết hồn nè. Làm tao bi liễu à? Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Đó nhờ uống thuốc lắc đó. Dạ. Không có tiền mua cho dạ. Nên mới mượn giang hồ chơi hiểu không? Bây giờ giang hồ nó dí quá, bây giờ trốn nợ xin lên đây tá túc được không? Vậy hả? Dạ. Bị giang hồ dí nợ hả? Dí quá. Thôi bây giờ vậy đi, chút nữa gặp sư phụ đó. Sao? Rồi cái hỏi sư phụ chấp nhận hay không là quyền của sư phụ nha. Vậy đó hả? Dạ. Nói nghe nè. Dạ. Sư phụ pháp danh tên gì vậy? Cho nữ biết đi để dễ chào hỏi được không? Không biết pháp danh sư phụ hả? Dạ. Tiểu mà nói cái pháp danh sư phụ ra đó. Sao? Ở dưới bà con Phật tử kính yêu vỗ tay cái rần cho nữ coi. Phải không? Dạ. Dạ tên gì vậy? Thích Quảng An. Đó, pháp danh sư phụ đó. Còn pháp danh tiểu? Thích Quảng Ngãi. Quảng Tích. Trời ơi cái gì Quảng Ngãi kỳ vậy? Sư phụ đặt sao nhận vậy? Vậy đó hả? Dạ. Trời ơi hay quá hả? Dạ. Tu lâu rồi đúng không? Yes, hero, 3 số 5. Trời ơi, Phật tử biết nói tiếng Anh luôn. Cảm ơn, dạ. Trời ơi, nói tiếng Anh như gió vậy. Dạ. Trời ơi, nói mà không ai hiểu gì trơn. Dạ. Tại vì nữ ngoài cuộc đâu có hiểu được mấy người trong cuộc. Với ai mới hiểu được mấy người trong cuộc? Mấy người trong kẹt mới hiểu được mấy người trong cuộc mà thôi. Trong dạ. Kẹt mới hiểu được mấy người trong cuộc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Vậy thôi mấy người trong kẹt cho mấy người ngoài cuộc hỏi được không? Dạ hỏi đi. Tu lâu vậy rồi đó. Dạ. Có biết hiện tại trên thế giới nước nào có 3 thái tử không? Vương quốc Anh. Sai. Campuchia. Chật lất. Myanmar. Tầm bậy. Vậy chứ nước nào? Nước Tương Tam Thái Tử. Ăn chay mà không biết gì chưa? Nữ siêu quá, nữ siêu hơn tiểu. Dạ bà con Phật tử chịu. Dạ. Dạ. Tôi chưa ăn mà tôi còn biết nữa mà. Đúng rồi. Nói nghe nè. Dạ. Trước khi đi tu ở đó có làm cái gì không? Dạ có. Làm cái gì nè? Trước khi vô tỉnh thất Thanh Nguyên tu á. Sao? Tiểu có đi ca. Trời ơi đi ca sướng muốn chết luôn. Làm ca sĩ giống như Phi Nhung vậy đó, giống như cô Thanh Hằng vậy đó. Đi hát phục vụ bà con kính yêu xong người ta được mấy triệu sướng muốn chết. Bỏ đi ca đi tu vậy. Làm ca sĩ như Quang Lê rồi với Hồ Văn Cường đồ đó à. Thì sướng phục vụ cho bà con sướng. Còn này tiểu đi ca mà đâu phải ca sĩ. Chứ ca gì? Casino. Hả? Trời hơn tôi nữa casino hả? Dạ. À hiểu rồi, tất nhiên vô casino cầm bộ bài là chia xào trẻ chạch đúng không? Dạ đúng rồi. À. Vì cái cà chạch. Rồi sao? Cho nên tiểu mấy cà sạch luôn đó. Sạch thì nghỉ. Không nghỉ là giờ này nằm ở ngoài đảo khỉ luôn rồi. Không có ở trong tỉnh thất Thanh Nguyên gặp nữ đâu. Bây giờ mới phát hiện nè. Dạ. Đồng môn đúng không? Đúng rồi. Để lát nói sư phụ cho vô nha. Dạ, bây dạ. Giờ nè. Sao? Gặp sư phụ đó. À. Thì nữ nói cái gì nữ nói nha. Nữ phải nói làm sao cho sư phụ nhận nữ vô liền nha. À phải gặp sư phụ nói mới được hả? Dạ phải gặp. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải bổ sung chút xíu đi. Ủa phải bổ sung. Phải vô chùa mình phải làm công quả cho nhà chùa mới được chứ. À đúng rồi phải làm công quả. Dạ. Vậy thôi tiểu biết tiểu dạy nữ nha. Bây giờ dạy cho nữ một chút công quả cho nhà chùa nha. Dạ. Thì
Mà hỏi thăm cái được không? Dạ hỏi gì đây? Chùa mình có wifi không? Dạ có. Có hả? Có hả? Dạ có. Vậy thôi tiểu, tiểu cho nữ biết cái tên của wifi nhà chùa nha. Dạ. Tên gì? Hỏi con thầy đi. Hỏi. Nãy giờ chưa dám gặp sư phụ để xin phép vô đây được tá túc nữa mà giờ kêu xin wifi, kêu lại hỏi sư phụ, hỏi ông thầy sao dám hỏi trời. Dạ. Bây giờ biết nè, xuất gia nè, đó, Phật tử biết cho luôn đi, đừng có bắt hỏi ông thầy nữa nha. Dạ. Bây giờ cái tên wifi nhà chùa là tên gì nè? Hỏi ông thầy đi. Bắt kêu người ta hỏi ông thầy hoài, sao ta dám gặp ông thầy mà ta hỏi? Dạ. Chưa dám xin sư phụ vô tá túc đâu mà kêu hỏi ông thầy hoài à. Bực bội với cái tên wifi là tên gì, nói thẳng luôn đi. Dạ. Tên gì mà cứ vô hỏi ông thầy hoài? Hỏi ông thầy đi là cái tên wifi đó. Nói nóng không? Cái tên wifi là cái tên hỏi ông thầy hả? Dạ. Sao không nói rõ là cái tên wifi hỏi ông thầy, mày đặt kêu hỏi ông thầy hoài? Giờ nãy giờ nữ nói tùm lum tùm la đó mà. Mệt ghê vậy. Dạ. Mật khẩu. Ủa nó nghe nè. Sao? Sư phụ chưa có biết nhận vô hay không mà hỏi mật khẩu wifi chi vậy? Để lúc mà sư phụ nhận vô đó. Dạ. Nữ rảnh rỗi á, nữ lấy cái điện thoại lên Facebook, nữ livestream. Lai chim làm gì? Hả? Lai chim chi? Lai chim để cho người ta biết nữ ở trên chùa. Trời ơi. Trời ơi mô Phật. Sao? Rồi chủ nợ biết ở trong chùa luôn sao? Trời ơi, người ta lai chim, người ta lai cảnh chùa đẹp muốn chết nè. Đâu có lai địa chỉ đâu mà nó biết nó lên. Chịu chơi vậy đó hả? Chứ sao? Thôi bây giờ có cách này nè được không? Cách gì? Thôi khỏi lai chim. À. Viết hai cái câu thơ á. Sao? Tá thẳng qua bên trang chủ nợ. À. Chủ nợ đọc được á, chủ nợ xóa nợ cho nữ luôn, khỏi lai chim. Phải không? Phải. Trời ơi, từ đó giờ nghe thiếu nợ mà nghe tát hai câu thơ qua là nó trừ nợ luôn hả? Quan hỷ trừ nợ luôn. Chỉ liên, chỉ liên. Dạ. Câu thơ gì vậy? Câu thứ nhất để vậy nè. Nói sao? Trên trời có một rừng sao. Còn câu thứ hai? Dưới đất có một mình tao nè mày. Tát qua đi, nó like cho. Chủ nợ like cho. Thôi dẹp đi. Dạ. Xui tầm bậy tầm bạ không à. Nghĩ sao tát hai câu thơ, tát qua bên đó. Chủ nợ nó không thấy, nó không like chứ nó lụi luôn chứ nó like cái gì. Mô Phật, nữ đã bị chủ nợ bắn rồi. Điện thoại kêu. Trời ơi, điện thoại rung. Trời ơi, mà tôi tưởng súng bắn nữ. Bắn hồi nào, điện thoại người ta vậy, nó bắn cái gì? Hả? Cái gì vậy? Điện thoại. Điện thoại di động hả? Đời mới nhất bây giờ. Tiểu tưởng đâu cái máy cậu râu. Điện thoại đó. Điện thoại. Ừ. Hiểu gì? iPhone 6. Lộn rồi, iPhone 6. iPhone 6 mấy chủ nợ nó giữ rồi. Bây giờ nó đưa lại cục sắt cho xài nè, xài không? Trời ơi, giờ hỏi nhiều quá bây giờ. Nó gọi tới, bây giờ nó đòi tới, đòi nợ nè. Bây giờ làm sao đi? Trời ơi, giờ chủ nợ nó gọi làm sao đi? Làm sao đây? Làm thinh đi. À, làm thinh nãy giờ chứ có dám nói đâu mà kêu. Làm thinh, nó gọi. Cái gì? Có vụ gì? Mô Phật. À, trời, nó gọi mà giờ này có... Sợ Tuấn Anh thấy. Sợ én vàng Tuấn Anh thấy. Ê bậy bậy nha, bậy nha. Ê, chủ nợ nó mới gọi, nó chưa có lên đây nó đòi nha. Trời ơi, người xuất gia định móc dao lũi người ta đúng không? Đừng có làm vậy, sát sanh là không có được nha. Đừng móc dao nha. Ai nói móc dao? Chứ móc cái gì? Cái đồ gõ mỏ nè. Trong chùa làm gì có dao búa trời. Trời ơi, nói người ta xài cái đồ gõ mỏ nhỏ ghê vậy đó. Trời ơi, cái đồ gõ mỏ của ai mà bự vậy, sao không xài nhỏ chút xíu đi? Cái nhỏ nhỏ của tiểu hả? À. Bị người ta chôm rồi. Còn cái này của ai? Của ông thầy. Chôm lại hả? Tiểu chôm lại của ổng chứ sao. Trời ơi, sao trong chùa có vụ chôm qua chôm lại nữa? Chôm qua chôm lại mới tại lòng nhau. Móc cái đó. Móc cái ra làm cái gì? Gõ mỏ tụng kinh giải nghiệp cho nữ. Rồi mỏ đâu mà tụng? Đưa cái mỏ đây. Trời mô Phật. Trời ơi, xin lỗi. Bậy nha, bậy nha. Trốn nợ không có tiền nha. Có. Gõ vô đây là chồng răng sứ luôn đó. Dạ. Cái mỏ đâu? Dạ nè. Trời ơi, cái mỏ nhỏ dữ vậy. Nín đi để tôi tụng giải nghiệp cho. Nam mô đi đi ra tất đang bà giải nghiệp cái gì bây giờ ca đang đây. Bây giờ giải quyết giùm tôi cái vụ này đi, giải nghiệp cái gì nó đổi tới rồi nè. Trời ơi. Nữ rối quá hả? Rối. Từ bị thiếu nợ nữ rối đúng không? Dạ. Bà con Phật tử có dạy cho dạ. Tiểu một cái câu này. Sao? Tiểu nói lại cho nữ nha. Dạ. Tiểu thiếu nợ đúng không? Đúng rồi. Thì bà con nói như vậy nè. Nói sao? Giàu đổi bạn. Đúng. Sang đổi vợ. Còn nữ thiếu nợ đổi sim đi. Đổi sim khác, bỏ cái sim này là không ai điện được đúng không bà con Phật tử? Trời ơi, sao rành quá vậy? Tôi đổi hoài cho nên tôi rành lắm. Ở đây bà con Phật tử có ai đổi chưa? Số đổi, số không. Sư phụ đổi chưa? Chưa. Sao không đổi luôn đi? Thì nào nhận nữa vô, ông đổi luôn á. Trời ơi.
Trời ơi bây giờ đổi cái gì nữa, bây giờ nói thẳng lên là không có đổi sim, không có đổi điện thoại, trốn nợ rồi không có xài điện thoại, nó điện mất công lắm, bỏ hết điện thoại và dụng cụ bắp hết trơn. Không đổi người ta điện sao? Bỏ cái gì, ba mẹ tôi còn bỏ được, hướng chi mấy cái điện thoại cụ bắp này bỏ không được. Nữ ơi, nó nghe nè. Ủa nãy giờ tiểu nghe nữ nói ba mẹ tôi còn bỏ được, nói chi ba cái điện thoại cụ bắp này, đúng không? Đâu ai nói đâu. Bà con Phật tử và tiểu nghe đàng hoàng rõ ràng mà. Không, nữ nói nữ bỏ cha bỏ mẹ luôn mà, đúng không? Ở đây đâu có ai làm chứng đâu, đúng không? Không ai làm chứng nha. Nha, không làm chứng nha. Nha, không ai làm chứng nha, bỏ cái tay xuống rồi. Đây nè. Chị bỏ cái tay xuống. Không chị là chị không làm người mà chị đi làm chứng là sao? À? Làm người thì mới làm chứng cho cái việc mà, đúng chứ. Đó bà con Phật tử làm chứng rồi. Nữ nói thật lòng đi, nữ bỏ cha bỏ mẹ của mình rồi, đúng không nữ? Thôi mệt, bây giờ nói thẳng luôn nè. Dạ. Bây giờ trốn nợ bản thân lo không xong, chạy một mình đi trốn đi chứ lo theo ông bả chi cho vướng bận tay chân rồi nó nắm đầu tôi sao? Mệt ghê vậy đó, vậy mà cũng hỏi nữa. Nữ nói vậy mà nữ nghe được sao? Sao không được? Bao nhiêu người không còn cha còn mẹ, người ta muốn báo hiếu mà không báo hiếu được. Nữ còn cha còn mẹ mà nữ không chịu báo hiếu cho cha mẹ, nữ không nghe người ta nói à? Nói gì? Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kịp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Nữ về tìm cha tìm mẹ đi nữ à. Thôi bây giờ nữ tạm biệt tiểu. Dạ. Nữ sẽ về giải quyết công việc xong xuôi, nữ sẽ lên đây thăm tiểu nha. Còn nếu như tiểu không thấy nữ lên nữa đó, xin tiểu cùng với sư phụ hãy về dưới tìm nữ và tụng cho nữ bài chú giảng sanh để nữ mau siêu thoát. Nữ nói vậy nghe không có nên, không có được nha. Sao nói không nên? Nữ phải nói là họ tên ngày tháng năm sinh đầy đủ, tiểu biết tiểu mới tụng cho nữ được chứ. Trời ơi, trời ơi là trời, người xuất gia người ta giỡn mà toàn cũng chù người ta không à. Dạ, tại thật lòng. Thật lòng cái gì, không nghe người xưa người ta nói hả? Dạ nói sao? Đánh kẻ chạy đi với ai đánh kẻ chạy lại, vì quay đầu là bờ mà, đúng không bà con? Thôi tạm biệt tiểu, em đi. Khoan. Dạ, Tân Bò Sư Cô kính chúc đại gia đình kính yêu mạnh khỏe, trong cuộc sống luôn luôn gặp được những điều may mắn. Xin chào, tạm biệt.